quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, hãng Pfizer đã xin phép cơ quan FDA cũng như là cơ quan CDC gia tăng cái việc chích ngừa, cho phép họ gia tăng cái việc chích ngừa COVID-19 booster, tức là cái mũi thứ ba cho những người từ 18 tuổi trở lên. Và chính quyền của ông Biden hiện đang nghiên cứu cái việc gia tăng này. Đơn xin của cơ quan Pfizer đã coi như bắt đầu một cái chương trình chích ngừa mũi thứ ba thay vì hai mũi trước đây cho toàn thể dân chúng Mỹ, và có thể sẽ bắt đầu vào cuối năm nay khi mà mùa đông đã tới, và người ta nghĩ rằng những cái sinh hoạt ở bên trong nhà có thể sẽ làm cho cái vấn đề đại dịch bùng phát trở lại như tại một số các quốc gia hiện nay chúng ta thấy ở tại Trung Quốc cũng như ở tại Âu Châu. Đặc biệt là ở nước Đức và ngay cả những quốc gia ở nhiệt đới Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đại dịch đã được coi như cũng chuẩn bị, các cái chính quyền đó cũng là phải chuẩn bị phòng chống một sự tái bùng phát đại dịch. Cơ quan FDA hồi tháng 9 đã chấp thuận cho công ty Pfizer chích cái mũi booster, tức là mũi thứ ba cho những người từ 65 tuổi trở lên, hay là những người mà có nguy cơ hệ thống miễn nhiễm yếu và họ có thể, và những người có bệnh nền, và nếu mà khi mà họ bị COVID thì họ có thể phải nhập viện, hoặc là nhiều người sẽ phải thiệt mạng vì COVID. Và trước đây thì cơ quan FDA cũng đã đồng ý cho hai cái hãng Moderna cũng như Johnson & Johnson áp dụng cái mũi thứ ba, hay còn gọi là mũi booster. Cái mũi thuốc ngừa Pfizer thì như quý vị đã biết, mũi thứ nhất và mũi thứ nhì cách nhau 3 tuần lễ, và công ty này nói rằng nếu mà một cái liều thứ ba thì nó có thể gia tăng cái antibody, tức là cái hệ thống miễn nhiễm nó sẽ được gia tăng lên, trong cái khi vào cái thời điểm mà cái mũi thứ hai cái hệ thống miễn nhiễm nó đã bị giảm sau 6 tháng. Và cái việc gia tăng cái mức độ antibody ở trong cái con người thì nó có thể chống lại được sự lây nhiễm của COVID-19 thôi. Vâng. Đặc biệt là Delta variants. Yeah. Vâng. Thực ra cái công ty của Pfizer đó, hay là Moderna đó, nó nên chế ra cái thuốc chủng ngừa thôi, và trong khi đó thì cái việc mà chích ngừa là thuộc về các giới chức chuyên môn bác sĩ, hoặc là chính quyền khuyến khích người ta đi chích. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái hãng Pfizer trong cái thời gian vừa qua đó thì cái doanh thu nó đã kiếm được tới 38 tỷ đô la. Đó là cái điểm mà chúng ta nhìn thấy là trong cái đại dịch này thì một số các cái công ty mà chế tạo thuốc đó bắt đầu như là mọc lên, đấy là điều hiển nhiên. Khi mà chúng ta chích xong hai cái mũi và thêm cái mũi booster đó, thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ phải chích cái mũi thứ tư, thứ năm, vân vân và vân vân. Nhưng mà có một điều mà chúng ta nên biết điều là cái việc mà chích ngừa đó là để cho người dân tự do chích, thì lúc đó người ta sẽ chích, chứ còn chính quyền mà bắt buộc thì cái điều đó người ta không thể nào người ta chấp nhận được. Ngay kể cả cái Newsmax nó cũng chống lại cái việc bắt buộc người ta chích ngừa, bởi vì chúng ta biết rằng cái việc bắt buộc người ta chích ngừa đó thì tất cả các cái dịch, cái việc chích ngừa từ trước nay đâu có nhà nước nào bắt buộc đâu. Nhưng mà khi mà để tự do đó thì người ta chích ngừa một cách thoải mái. Chẳng hạn như là ở Cali này á, thì Orange County này không bắt buộc, nhưng mà trước khi mà tới ngày lễ July 4 đó thì ông Biden mơ rằng cái giấc mơ của Biden là chích được 70%, nhưng mà không bao giờ đạt được. Trong khi đó ở Orange County này
có ai bắt chích ngừa đâu, nhưng mà người dân ào ào đi chích, bởi vì người ta thấy rằng cần người ta chích thôi. Đã được cách đây hơn một tháng đã đạt được 70%. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy là để cho người ta tự do thì người ta sẽ chích, còn nếu mà ép buộc thì nhiều khi người ta chống cái sự ép buộc chứ không phải là người ta chống cái thuốc. Quý vị nhớ điều đó phải không ạ? Và chúng ta cũng biết rằng ở cái tiểu bang Texas ấy, thì không bắt đeo khẩu trang, không bắt chích ngừa, nhưng mà người ta đi chích ngừa, người ta cũng cách ly vân 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 vân. Và vì vậy cho nên ở bệnh không tiểu bang Florida, vì vậy tiểu bang Florida ở bệnh viện chúng tôi vừa nói trong kỳ trước là không có con người nào nhiễm Covid đấy, bởi vì đã sử dụng những cái loại thuốc vừa mới bị nhiễm ngay, nhiễm thuốc, nhiễm test positive ngay là chích liền, uống liền, thành ra đâu có người nào bị. Vâng. Bây giờ trở lại cái dự luật về xã hội cũng như là về khí thải, thì bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bà nói rằng sẽ hy vọng tuần đầu tuần tới thì Hạ viện có thể thông qua cái dự luật trị giá gần 2.000 tỷ Mỹ Kim đặc trách về vấn đề xã hội cũng như là về vấn đề cải biến khí hậu. Và cái dự luật này có thể nó sẽ có một vài cái sự thay đổi để nó có, để hy vọng rằng nó được thông qua ở tại Thượng viện. Hiện tại thì đảng Dân Chủ chỉ giữ nắm giữ một con số rất là thấp ở tại cả lưỡng viện cho cái tính cách đa số của mình. Và nếu mà bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bà chỉ cần mất đi 3 phiếu không ủng hộ thì dự luật này sẽ không thông qua bởi đảng Dân Chủ. Và trong khi đó thì Thượng viện lãnh tụ đa số ông Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, ông phải biết rằng ông phải giữ được không cho bất cứ một thành viên nào ở trong cái đảng Dân Chủ mà bỏ phiếu chống lại thì mới có thể Thượng viện mới có thể thông qua được, sau khi Thượng viện đã thay đổi cái luật bỏ phiếu, thay vì phải được cái sự chấp thuận 60 phiếu đa số thì bây giờ nó chỉ cần một cái gọi là simple majority, có nghĩa là 50-50, và bà Phó Tổng thống Kamala Harris bỏ phiếu thì nó sẽ thông qua Thượng viện. Vì vậy cho nên đó là lý do tại sao mà cái dự luật này nó đang từ 3.500 tỷ nó kéo xuống chỉ còn khoảng 1.850 tỷ. Ở trong đó một số những cái điều khoản mà sẽ bị hủy bỏ, trước đây một số các cái nhà lập pháp cấp tiến, tức là khuynh hướng theo chủ nghĩa xã hội muốn đưa ra trong cái vấn đề cải tiến xã hội, chẳng hạn như tất cả những cái chương trình học gọi là tiểu học từ 3 tuổi cho 4 tuổi kindergarten thì sẽ hoàn toàn được chính phủ trả tiền cho cái vấn đề child care. Và đồng thời cái việc mà nếu những cái business hay là những cái doanh nghiệp nào mà có ít khí thải nhất thì sẽ được trừ thuế, chẳng hạn như chúng ta gắn nhà mà chúng ta sử dụng hệ thống solar thì chúng ta sẽ được miễn thuế. Trường hợp là như vậy. Một trong những cái vấn đề quan trọng mà đang được tranh cãi mà do một số các cái nhà lập pháp dân cử đưa ra là cái việc khấu trừ thuế của tiểu bang cho cái thuế lợi tức liên bang. Có nghĩa là trước đây năm 2017 thì cái thuế khấu trừ tiểu bang chỉ có trị giá 10.000, thì bây giờ đảng Dân Chủ muốn gia tăng cái đó lên 80.000 và sẽ kéo dài cho tới năm 2030, sau đó mới trở lại 10.000. Có nghĩa là nếu mà cái dự luật này chấp thuận thì chúng ta có thể khấu trừ thuế tiểu bang, thuế thổ trạch tổng cộng lại trị giá 80.000. Ví dụ như chúng ta lợi tức 200.000 thì chúng ta có thể trừ tối đa thuế tiểu bang 80.000, tức là chỉ còn lại 120.000 là cái tiền lợi tức mà chúng ta phải đóng thuế cho tiểu bang. Và đây là một trong những cái vấn đề tranh cãi rất là lớn. Ngoài ra thì chính phủ
của ông Biden muốn để ra một cái ngân khoản 200 tỷ Mỹ Kim để giúp cho những cái người mà phải nghỉ làm để nuôi dưỡng bố mẹ hay là con cái thân nhân ở trong gia đình, và họ có quyền được nghỉ phép 12 tuần lễ, thì cái tiền trợ cấp của chính phủ nó sẽ nằm trong cái ngân khoản 200 tỷ này. Tuy nhiên thì thượng nghị sĩ Joe Manchin của tiểu bang Virginia, ông đã không có đồng ý cái điểm này, cũng như là bà Sinema, thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona thôi. Đúng. Chúng ta biết rằng cái trong cái dự luật này, mà sở dĩ mà cái về khí thải đó, nó là một trong những cái điều mà rất nhiều những dân biểu thượng và của dân biểu của thượng nghị sĩ và cộng hòa của dân biểu thượng nghị sĩ và dân biểu của đảng cộng hòa, người ta không đồng ý, và chính chúng ta cũng không đồng ý nữa. Bởi vì với dự luật khí thải đó, thì dự luật mà nhét cái khí thải vô đó, thì cái điều này làm cho chưa có gì đó thì cái vật giá gia tăng, bởi vì xăng dầu sẽ phải cắt đứt không sực sử dụng xăng dầu với lại than đá nữa. Trong khi đó thì Trung Cộng với Nga, chúng ta thấy rằng cái việc mà đi họp về COP 26 đó ở bên Glasgow đó, thì thất bại hoàn toàn vì Nga và Trung Cộng đâu đi tham dự, mà trong khi đó người ta cứ thổi lên nói là thành công cái này thành công cái nọ. Đó là cái điều đầu tiên. Trong khi thì tàu thì xảy bây giờ đang gấp rút xây dựng cái nhà máy nhiệt điện bằng than đá để cung ứng cho năng lượng bên bây giờ ở Nhật cũng vậy đó, bởi vì Nhật bây giờ không có sử dụng về giảm cái năng lượng bằng nguyên tử thì phải sử dụng than đá, vì Nhật cũng đang phải xây dựng cái nhà máy nhiệt điện bằng than đá. Tất cả những cái điều này các quốc gia khác chưa làm, thì trong khi Mỹ chó chân trên cả ngay đóng cái đường ống từ Keystone ở bên Nga ở bên Canada sang, và trong tương lai ông Biden lại còn dự tính ngừng cái đường ống miền Tây tự gọi là số 5 nữa, thì làm cho chúng ta thấy rằng mùa đông sắp tới mọi người phải trả cái tiền về khí đốt với lại điện sẽ gia tăng lên. Trong khi đó thì những thượng nghị sĩ dân biểu thuộc về đảng gọi là phe cấp tiến ấy, theo thân cái khuynh hướng về xã hội chủ nghĩa đó, thì người ta nghĩ rằng người ta phải cho thật nhiều để làm gì, để người ta dụ chúng ta, khi mà chúng ta nghĩ rằng được cái này được cái kia thì chúng ta sẽ trong tương lai, không phải là người ta không biết là làm như thế là phá hoại đất nước, nhưng mà những người mà được hưởng như thế người ta nghĩ rằng có lợi, và người ta sẽ bỏ phiếu cho những dân biểu hoặc thuộc nghị sĩ của đảng Dân Chủ. Đó chính là cái mà chúng ta gọi là bỏ cái lợi nhỏ để người ta thu được cái lợi lớn, là chúng ta sẽ bỏ phiếu cho những người đó. Nhưng mà những cái người thuộc dân biểu thuộc về tiểu bang mà có khuynh hướng cộng hòa đó, chẳng hạn như là West Virginia, là ông Joe Manchin đó, ông ấy được đắc cử do cái khu vực đó là sử dụng than đá, cho nên ông ấy bắt đầu ông ấy chống lại, ông bảo là tại sao chúng ta phải ngừng dầu lửa và than đá, trong khi đó các quốc gia khác vẫn sử dụng. Và chính đó là lý do mà có một số dân biểu và thượng nghị sĩ ở những khu vực mà chúng ta gọi là nó có khuynh hướng màu đỏ đó, thì những dân biểu thượng nghị sĩ dân chủ ở khu vực đó người ta phải xét lại để mà người ta cắt bớt những cái mà người dân Hoa Kỳ không muốn bị vi phạm kiểu đó. Vâng. Trong khi đó thì cái tình trạng lạm phát ở tại nước Mỹ đã tiếp tục gia tăng, và người ta nghĩ rằng nó sẽ còn kéo dài cho tới sang năm tới. Lý do là vì cái cán cân mậu dịch vào hồi tháng vừa qua nó đã bị khoảng cách càng ngày càng rộng ra. Một số những yếu tố đã khiến cho cái tình trạng mậu dịch mất cân bằng giữa cái việc Hoa Kỳ bán hàng ra xuất khẩu và nhập khẩu vào, và cái sự khác biệt đó lên tới 80 tỷ Mỹ Kim. Hai lý do chính: một là vì trong cái tình trạng đại dịch thì cái vấn đề sử dụng hàng hóa nó bị thâu hẹp lại trong suốt cái thời gian đại dịch vừa qua, bây giờ sắp sửa tới cái mùa lễ thì các công ty đã bắt đầu phải nhập cảng hàng hóa từ ngoại quốc vào để cung ứng
cho những cái nhu cầu lễ lược sắp tới đây, và do đó cái mức độ nhập cảng nó phải gia tăng. Trong khi đó thì vì cái cơn bão Ida đã khiến cho một số những cái tiểu bang chẳng hạn như Louisiana, Oklahoma đã không có sản xuất dầu lửa nhiều, và do đó cái việc xuất cảng dầu lửa hồi đầu tháng 9 cho tới bây giờ nó đã bị tạm thời ngưng trở lại vì không có sản xuất dầu ở tại tiểu bang Louisiana, và đó là một trong những lý do khiến cho cái cung và cầu nó có một cái sự khác biệt tương đối khá lớn. Có nghĩa là cái cán cân mậu dịch, cái việc Hoa Kỳ xuất cảng ra ít và nhập cảng vào nhiều, nó tạo ra một cái sự khác biệt lên tới gần 81 tỷ Mỹ Kim. Và điều đó nó sẽ khiến cho tình trạng lạm phát của nước Mỹ bị ảnh hưởng. Và khi tình trạng lạm phát của nước Mỹ bị ảnh hưởng thì quý vị sẽ thấy rằng người dân Hoa Kỳ sẽ phải hạn chế cái việc tiêu dùng, và có thể trong một vài tháng tới đây, kể cả trong suốt cái mùa lễ tháng 12, tháng Giêng tới, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tình trạng lạm phát nó sẽ tiếp tục sang tới mùa hè năm tới. Vâng, khi mà chúng ta đi chợ, hoặc là hay hiển nhiên là đối với người Mỹ, chúng ta thường thường hay vào những mùa Costco để mua thịt chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta thấy rằng nó đắt gấp lên từ 50% rồi. Quý vị mua quý vị thấy rõ cái hóa đơn của quý vị thấy liền à? Tại sao mà nó lại giá cả tăng như thế? Bởi vì sự lạm phát. Tại sao lạm phát? Thì khi mà chúng ta nhìn những cái dự trù ngân sách ấy, chẳng hạn như là tiêu trong thời gian bao nhiêu và phải tốn bao nhiêu, thì chúng ta thấy rằng nó đang cái cơ sở hạ tầng thì chúng ta đã thấy đã thông qua rồi. Bây giờ còn cái việc mà khoảng 1.850 tỷ đô la đó, thì cái đó trong tương lai nếu mà khi mà thông qua một cái rồi đó, thì tất nhiên là cái lạm phát nó sẽ gia tăng, không phải là gia tăng thường, nó gia tăng như là một cách khủng khiếp chứ không phải không. Bây giờ dầu bị khan hiếm thì giá cả gia tăng, hàng hóa không cung ứng đủ, mà khi không cung ứng đủ người dân cũng một số tiền đó phải mua ít đi, có nghĩa là người ta muốn mua bằng cái số lượng người ta muốn mua trước đây thì người ta phải trả nhiều hơn. Thì đó chính là lý do mà chúng ta gọi là đấy là một hình thức lạm phát. Vậy thì cái lạm phát này nhiều người, kể cả mấy giới chức chính quyền cứ nói rằng có thể tới năm tới nữa, nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là cho người ta ăn bánh vẽ thôi. Thực tế khi nào mà nó ngừng lạm phát, giá cả mà người ta thấy nó hạ xuống được rồi, thì lúc đó mới gọi là ngừng lạm phát. Chứ bây giờ nói rằng năm tới nữa thì cái đó chỉ là một cái mà cái chúng ta gọi là dụ khị người dân để mà chúng ta an tâm. Vậy thì cái điều mà chúng ta an tâm nhất đấy là trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, chúng ta đã thấy rằng người dân đã trả lời cho Đảng Dân Chủ cũng như ông Biden. Thì tới năm 2022 đó, thì quý vị sẽ phải đi ra, quý vị bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào mà làm lợi cho người dân, và đặc biệt là những ứng cử viên nó liên quan tới làm thế nào cho nước Mỹ vĩ đại, làm thế nào nước Mỹ được cường thịnh trở lại. Tất cả những cái đó là chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề lạm phát đã ở bàn cờ lá phiếu của chúng ta năm 2022 và lá phiếu của chúng ta năm 2024. Tất cả những cái đó chúng tôi xin trình bày với quý vị để chúng ta lưu ý kỳ bầu cử tới 22 và 24. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây để chuyển sang phần bảo trợ của các công ty, và chúng tôi sẽ trở lại chương trình đối diện vấn đề với những đề mục mới.